thứ nhất là sản phẩm tẩy tế bào chết. Cái này được từ tháng 9 năm 22 đã được công bố rồi. Được công bố rồi. Đây là sản phẩm cái gel tẩy tế bào chết AHA. Hạt vàng 24K. Vàng 24 đấy. Thao vàng nó được đánh giá cao trong mỹ phẩm như thế. Bắt đầu từ ngành y chữa bệnh cũng dùng vàng. Bây giờ đến mỹ phẩm nhiều năm rồi, bây giờ bắt đầu thấy xuất hiện một số đơn vị trong đó có Tatamon. Thì cái gel AHA tẩy tế bào chết hạt vàng 24K này nó có tác dụng chống lão hóa và kháng viêm rất là tốt. Đặc biệt là giảm thiểu và ngăn ngừa tình trạng mụn xuất hiện trên bề mặt da. Vàng có tác dụng làm sáng da nhờ ngăn chặn cái quá trình hình thành cái melanin trên bề mặt. Mà khi mà dùng cái này, nó làm cho trông da nó sáng hẳn lên, tươi tắn và rạng rỡ hơn. Về đặc điểm, cái sản phẩm tẩy tế bào chết của Tatamon là loại bỏ tế bào chết, giữ được độ ẩm, không gây tổn thương. Cái gel AHA, AHA là gì? Tí tôi không bảo. Nó là cái rất cơ bản. Thế nhưng mà nếu mà không có giảm như thế này ấy, chỉ có mỗi truyền thông với marketing không, thì Tatamon đang nói là thiếu một cái BHA. AHA thì được rồi, nó chỉ là bề mặt mà tan trong nước. Còn cái tan trong dầu của nó ở đâu? Mà cái bộ đôi AHA và BHA là quan trọng lắm. Thế cho nên giúp làm cho cái da nó mềm hơn, loại bỏ cái da chết. Chả bao giờ làm đánh da chết mà rửa mặt không hết được đâu. Những cái bụi bám qua loa thế thôi. Và giữ độ ẩm. Những cái dầu thừa bã thừa mà không mất độ ẩm tự nhiên của trên bề mặt da. Cái cơ chế hoạt động của nó là gì? Tế bào chết mê bụi nó sẽ được tác động đến và phản ứng với những cái tế bào da chết này, loại bỏ những cái bụi với tế bào da chết này và da được tái tạo thường xuyên. Da cứ đáy gai hạt sừng nó lớn lên từ lớp đáy cho đến lớp gai đến hạt lớp sừng. Cứ thuộc lòng như thế, ai cũng nhớ như thế, suốt đời. Trên cơ chế hoạt động của nó, thứ nhất là giải quyết cái chuyện tế bào da chết, bụi bẩn. Đấy. Chu kỳ tái tạo da là 28 ngày. Cứ lấy trung bình có độ tuổi đang nghe, càng lớn tuổi càng phải nói với mọi người là muốn để cho da nó sạch đẹp ấy thì mình phải thường xuyên tẩy da chết. Thế nhưng mà nếu mà da nó có cái chu kỳ thay da tốt thì cô phải thông cảm, không như là cái bạn kia được. Cái bạn kia là ít tuổi hơn thì cháu lại hẹn sớm hơn để đến chăm sóc ở spa. Thế và cái cách chăm sóc ở nhà cũng thế. Cho nên cái thứ hai là loại bỏ tế bào chết, cái gel AHA này để tế bào chết, cái vàng 24K này tác động đến tế bào, đẩy ra khỏi cái bề mặt da. Nó có rất có hiệu quả, rất có hiệu quả. Mà thường bao giờ nó dùng cái này nó sẽ có rất hiệu quả sau khi mà mình rửa qua một đợt nước sạch. Cho nên cố gắng làm sao mà massage mặt trong cái lúc mà mình sử dụng cái sản phẩm này. Về thành phần thì có vàng là một. Cái thứ hai là các hoạt chất được chiết xuất bởi những cái thảo dược quý. Đó. Chiết xuất ở đây nó đều có những cái vỏ cây liễu. Tôi chỉ nói thêm một cái vỏ cây liễu này. Để chiết xuất rễ hoàng địa hoàng này, đậu nành này, hoàng bá này. Thế rồi là cái gì lên men đây? Quả lê lên men. Tất cả những cái này nó đều có hoạt chất trong này. Riêng cái chiết xuất vỏ cây liễu là nó có chứa salicin. Mà salicin về sau này khi nó chuyển đổi, khi sử dụng ấy, vào cái sản phẩm bề mặt da nó sẽ chuyển thành acid salicylic. Acid salicylic đây là một trong những cái sản phẩm mà đứng hàng đầu của BHA để trong cái tẩy tế bào chết và peel da. Peel da là làm cho cái da nó bị lột da đấy. Trong ngành y tế nó gọi là lột da hay là peel da. Thế nhưng mà trong các spa nó hay dùng cái salicylic này, acid này để bạc sừng. Cho nên người ta dùng cái nồng độ nó cao để bôi vào những cái chỗ mà cái da nó sần sùi mới để những cái mụn cóc, mụn cơm ấy, là nó sẽ bạc sừng đi. Thế thì chính cái vỏ cây liễu này là thành phần quan trọng lắm. Cái này sẽ quyết định cái hoạt chất để làm cho cái tẩy tế bào chết. Chứ còn những cái kia nó chỉ là những cái thành phần dưỡng da mà thôi. Thế thì cái vỏ cây liễu này nó có trong cái sản phẩm 100ml cái kem gel tẩy tế bào chết của Tatamon. Thế còn các loại axit đây, axit glycolic, đây là một cái loại axit đứng đầu của cái AHA, tartaric, lactic, malic,
tất cả những cái axit này phối hợp với nhau để làm cho cái bề mặt da nó sẽ xuống sâu hơn. Đấy, nó xuống sâu hơn, giúp cho cái cơ thể con cái bề mặt da nó được sạch sẽ. Cái bộ đôi AHA và BHA, AHA thì nó có sẵn ở trong sản phẩm rồi. Nhưng cái BHA là axit salicylic ở trong cái vỏ cây liễu mà nó chiết xuất ra. Hai cái này kết hợp với nhau, các em thấy là axit salicylic này chiết xuất từ vỏ cây liễu này, thì hai cái này khi nó gặp nhau một cái ở trong cái gel của Tatamo á, thì nó sẽ tẩy sâu trên bề mặt da một cách hiệu quả. Thế cho nên những cái nếp nhăn nhỏ nó sẽ giải quyết mà da rất là mịn. Đấy. Nhưng mà tôi phải xin nhắc lại, dùng cái này phải rất chú ý là phải dùng kem chống nắng. Rất chú ý phải dùng kem chống nắng. Cái thứ hai nữa là khi nó đã đẩy mụn rồi, nó đẩy mụn lên rồi phải chú ý, phải nặn mụn đúng, đúng nguyên tắc và vô khuẩn. Thế cho nên là BHA và AHA trong cái thảo dược là thành phần chủ chốt để tạo nên cái sản phẩm của Tatamo, cái gel tẩy tế bào chết đấy. Thế cho nên khi mà tẩy tế bào chết đấy, nó sẽ giúp cho cái da nó sẽ mềm mịn hơn, những cái mụn đầu đen, mụn ẩn, những cái lỗ chân lông nó rộng, thế rồi cái da nó sần sùi, thì dùng cái sản phẩm này là cực kỳ tốt. Thế về công dụng của cái gel này là như thế nào? Thì thứ nhất là nó lấy đi những cái tế bào chết ở phần da khô, loại bỏ những cái dầu thừa bám sâu ở lỗ chân lông để khỏi bị sừng hóa cổ năng lông. Thế rồi làm sạch bụi, ngăn ngừa mụn, mờ thơm. Nó chỉ mụn quá độ 2-3 lần thôi sau khi mà là dùng cái gel này dùng. Tôi đã dùng, tôi biết. Thế cho nên là nhiều khi tự nhiên bây giờ còn dậy thì gì nữa mà cuối cùng vẫn mụn như thế này. Hóa ra là mình dùng cái gel này nó làm cho bộc lộ những cái mụn đầu đen. Thế là mà mụn đầu đen mình không cẩn thận, mình bảo trong đó hút bằng cái mà dụng cụ hẳn hoi ấy, vô khuẩn ấy, thì mình nặng tay nó sẽ bị nhiễm khuẩn cái nó sẽ loang cái tăng sắc tố sau viêm rất ghê. Thế và khi dùng cái này, cái gel này nó sẽ làm mờ cái thâm cái nám, da nó sẽ sáng sủa hơn. Thứ nhất là lấy lượng gel vừa phải xoa đều trên mặt da, sau đó massage đều theo hình tròn từ trong ra ngoài. Thế rồi làm sạch với da bằng nước hoặc sữa rửa mặt khác. Cứ làm như thế thôi, một tuần 2-3 lần. Đấy, làm 2-3 lần. Cái này là cho vào miệng, cho con, cho kiếp là đừng để cho nó sử dụng như cái này. Da nào cũng dùng phù hợp hết. Da thường, da khô, da dầu, da hỗn hợp. Nó có những cái chất dưỡng da rồi. Thế và có HA, BHA, có acid salicylic ở đây, chiết xuất ở đây từ thảo dược. Cho nên là không sợ cái nồng độ cao. Cái peel da thì biết phải có cái phần trăm. Đấy. Cho nên đây là một cái sản phẩm mà làm cho da nó sẽ tươi mới. Thế rồi là đây là một cái sản phẩm từ thiên nhiên.